Lê Thiện xin trân trọng kính chào quý cô chú bác, các anh chị và các bạn. Thật là hạnh phúc khi mà kênh YouTube fanpage Lê Thân Thiện đã rất là may mắn được các cô chú nghệ sĩ, những người nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỷ trước, mà chắc chắn rằng quý vị khán giả, đặc biệt nhất là quý vị lớn tuổi, các kiều bào ở hải ngoại không có xa lạ gì với những cô chú là nghệ sĩ. Điển hình như trước mặt của Lê Thiện là cô Mỹ Chi, Xin chào. đệ nhất danh hài ở miền Nam, cùng với lại nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, thì chắc quý vị đã từng biết rồi, cặp sóng thần của làng hài, với những cái chương trình mà đến bây giờ cái dấu ấn của các cô chú vẫn còn in đậm mãi trong tất cả trí nhớ của chúng ta. Chào cô Mỹ Chi. Chào em. Nãy giờ Thiện nói quá đi, trời ơi, không có đâu. Cô cũng như bao nhiêu người khác mà không. Mình là nghệ sĩ mà được khán giả với bà con thương mến, đó một điều rất là quý và rất là trân trọng. Cô rất là trân trọng những tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho Mỹ Chi. Và Mỹ Chi mong muốn rằng những tình cảm đó sẽ còn mãi mãi, và mãi mãi nghĩa là lúc nào cũng vậy hết á, cũng thương. Mặc dù bây giờ Mỹ Chi ít diễn, cũng rút lui rồi, chỉ là đi diễn những cái chương trình từ thiện ở nhà thờ, ở chùa, để mình lấy tiền đó mình giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, những người nghèo. Thì đó cũng là một cái nghề. Còn sân khấu bây giờ thì thôi, thì rút lui lại đi để nhường cho các em. Bây giờ ta nói tre tàn thì măng mọc, mà thành ra thì măng mà mọc nhiều chừng nào thì Mỹ Chi càng thích chừng đó. Nhưng mà nói vậy nha, chứ tre này không có tàn đâu nha. Tre này sống dai lắm mà nha. Thưa quý vị, nghe những lời của cô Mỹ Chi, nghệ sĩ hài Mỹ Chi vừa chia sẻ từng cái cử chỉ, ánh mắt, đôi môi, là chắc chắn là các cô chú bác, những người thần tượng của ca sĩ, diễn viên hài Mỹ Chi, sẽ thấy được cái hình bóng của nữ danh hài ngày xưa trong những cái chương trình tiếng cười sân khấu trong nhà ngoài phố, đúng không ạ? Cô con là thuộc lứa tuổi 7X. Con đam mê vô cùng những cái vai diễn để lại đầy ấn tượng của cô cũng như các chú, và cô và chú Bảo Quốc là một cặp danh hài, phải nói rằng luôn là bảo chứng cho các phòng vé ngày xưa. Phải nói là ở đâu mà có Bảo Quốc là ở đó có Mỹ Chi, và ở đâu có Mỹ Chi là có Bảo Quốc. Cô có thể chia sẻ về cái việc mà cặp danh hài Mỹ Chi Bảo Quốc nó tồn tại cũng hàng chục năm trong ký ức của biết bao nhiêu người, thì cô chia sẻ những cái duyên cớ nào mà cô đến đế để chú Bảo Quốc để mà làm một cái cặp song hài, phải nói là vô cùng là ăn khách à. À, cái chương trình Tấu hài này đó, phải nói là cha đẻ của Tấu hài này đó là anh Phi Thoàn, là danh hài Phi Thoàn ngày xưa. Hồi xưa đó thì mình chỉ đóng một cái vở kịch phải có nhiều người, và cái hài đó là do cái tình huống tạo nên, chứ không phải như tới Tấu hài bây giờ là phải do cái duyên dáng của tổ nghiệp cho, và cái duyên dáng mình phải có thì mới làm cái Tấu hài được. Thì lúc đó anh Phi Thoàn anh mới nói thôi giờ mình đi ra kiếm tiền đi chi. Tôi hỏi ủa kiếm tiền gì, thì cũng đương hát đi cũng kiếm tiền, còn kiếm gì nữa ông nội. Cái nói không, bây giờ mình hát kịch dài á, thì mình được có một sân khấu, à tối á 3 4 tiếng đồng hồ mình hát có một chỗ, à cái mình ra có một chút mình vô, rồi bây giờ hai anh em mình ra đi mình tập đi, mình diễn 2 người thì mình chạy được nhiều sân khấu. Một cái tấu của mình đó nhiều lắm là 15 phút thôi, thì hai anh em mình ráp nhau làm. Thì chị mới nói rằng trời thôi được không ông nội, giờ đi ra nói không ai cười hết trơn, nó chết rồi nha. Cái anh Thoàn không có mà được mà đi làm đi. Thì hai anh em mới bắt đầu bước chân tập tễnh ra đi làm, thì thấy rằng cũng được, khán giả người ta cũng vui cũng chấp nhận. Rồi cái thời gian qua thì cái tấu hài đó là 2 người thì nó phải có cái sự thay đổi, tại vì nếu mà mình lên mình diễn hoài cái ra người ta cũng thấy ủa cũng 2 người này 2 người nữa, thì nó sẽ tạo ra một sự nhàm chán của khán giả. Cho nên bắt đầu mới là đổi bạc tơ ne. Thì lúc đó anh Quốc là anh diễn bên cải lương, thì lúc đó thì ảnh mới bắt đầu ảnh cũng ra ảnh diễn hài với lại Duy Phương. À thì bên đây cô mới bắt đầu ra diễn với anh Nguyên Hạnh. À, anh Nguyên Hạnh bây giờ ảnh mất rồi. Thì 2 nhóm hài là chạy show, là chạy khủng khiếp luôn đó, chạy cứ ngày qua ngày kia, một ngày có thể mà hồi xưa đó nói với có thể một ngày hát 10 mấy suất là cái chuyện nhỏ rồi, cũng là một thời gian đó xong mới cảm thấy đó thôi giờ đổi nữa nha để mình ăn đường dài mà. Cái bắt đầu Bảo Quốc với cô
hai anh em mới sáp lại là mới làm. Thì cái lúc đó cái tên mới bắt đầu lớn, chứ cái hồi đầu chạy thì tức là người ta coi là coi thôi, chứ không phải là cái tên của doanh thu phòng vé. Thì từ lúc mà hai cái tên nhập lại Bảo Quốc Mỹ Chi thì đó là cái tên của phòng vé, và mình tạo được một cái tên lớn ở trong cái giới hài. Đó là từ cái bước chân đó thì hai anh em mới là làm với nhau, rồi cũng thuận với nhau. Anh em cũng ví dụ như đêm đó cô nói cái câu này không cười thì vô bà Chi bà coi được cái chỗ đó, như mình nói tao không cười bà Chi, hay là ông Quốc cũng diễn ông Quốc, tôi thấy chỗ đó kỳ lắm, thôi ông đừng có giơ tay giơ chân gì cũng được. Nhưng mà hai anh em không có cái tự ái, tức là mình góp nhặt với nhau, mình thấy những cái gì sai với nhau thì mình sửa cho nó nhau, cho nên cái tình cảm anh em vẫn quấn quýt và vẫn thương mến nhau cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà có cái chuyện tức cười lắm, cái lúc đó thì cô còn ở với ông xã cô, thì ông xã cô là bác sĩ à, rồi à, cô đi diễn với ông Quốc, cái rồi à, cô có bầu lúc đó rồi cũng cái dạng bận cái áo rộng thùng thình về nè với cái quần ống túm cho nên không ai thấy hết trơn á, mà cô đi diễn hoài cho tới 8 tháng mấy. Thì lúc đó anh Xuân Anh á, mà ca sĩ anh còn sống, cái anh mới nói anh Quốc, ê Quốc tao thấy anh Dương Chi nó có bầu quá. Cái Quốc bày tôi đi hát với bà mỗi ngày làm gì bà có bầu tôi không biết, bà mà có bầu là tôi biết liền. Ông Xuân Anh nói mày vô duyên quá, ủa mày hát người ta còn nói chuyện tao có bầu hay không thì gia đình tao chồng tao biết, mất chức mày biết. Ông Quốc không cãi, thôi ơi ông nói chuyện gì đó, người ta đương làm ăn suôn sẻ tự nhiên cái ông nói bà có bầu. Ông cãi tới tận cùng, cái hôm rồi đó tôi cũng cười tao không nói gì hết. Thì lúc đó 8 tháng mấy rồi thì khoảng đâu còn chừng 20 ngày nữa sanh hả. Nó ông Quốc nghĩ không làm nữa rồi. Ủa gì kia á, bà đưa đi hát tôi nhận số ông lum trơn, tự nhiên bà nghĩ phải tôi nghĩ tôi đi đẻ. Trời ơi má mày, má má có bầu hả má? Tôi có bầu. Tại sao bà không nói mà nội? Tôi nói gì đưa đi làm ăn tự nhiên nói thôi, giờ tôi nghĩ đi, giờ tôi nghĩ rồi tôi đẻ đi, rồi tôi nghỉ 1 tháng đi rồi có giờ tôi đẻ tiếp rồi nữa. Nó cười cũng chết rồi, cái đẻ ra đứa nhỏ. Lại có chuyện nữa, cái trong giới sầm xì bảo đảm cái thằng này là con Bảo Quốc. Con Bảo Quốc, tao nói chắc chắn là con Bảo Quốc. Bao nhiêu người sầm xì với nhau. Thế bà đi hát với ông Quốc là trường kỳ kháng chiến, đi có khi đi cả tháng này qua tháng nọ mà có bầu không ai biết hết trơn. Giờ tự nhiên là lọt đẻ ra thằng trai. Nhưng mà cười cũng chết, nhưng mà Mai Phước đẻ ra cái mặt nó không giống Bảo Quốc mà nó giống ông già, nó y chang hết trơn. Rồi từ đó tới giờ cười đó là cái chuyện cười ông Quốc được nhớ hoài bà Chi. Bây giờ mỗi lần tôi thấy con bà tôi nhớ tới cái chuyện xưa của tôi, tôi cười. Rất là vui quý vị ạ. Một cặp danh hài, ngay cả cái chuyện cá nhân ở bên trong sân khấu vẫn là một cái điều mà khi nghe qua chắc chắn quý vị sẽ rất là cười. Thưa cô, thì giữa cô và chú Bảo Quốc là một cặp song hài rất là ăn khách, và như những gì cô vừa mới chia sẻ nó đã làm nên tên tuổi của cô chú. Thì cô có thể tiết lộ là cái thời điểm đó đó là mỗi cái thu nhập một đêm đi diễn của cô chú là khoảng bao nhiêu tiền, thời điểm đó mình tính bằng vàng là khoảng bao nhiêu cô? Tính nếu mà tính theo vàng thì vàng hồi đó nó rẻ, thì có thể là một đêm mình mua được mấy chỉ vàng. Dạ. Mấy chỉ vàng, còn nếu như mà mình đi xa đó, ví dụ như mình đi tỉnh đi đồ đó, thì có thể mình cũng mua cũng được một cái vàng, hai cái vàng. Dạ. 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 Thưa cô, thì đó có phải là một trong những cái lý do mà đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể hình như con khó nhớ không lầm là chú Ngữ, Thế Ngữ, đã làm nên cái chương trình là Trong Nhà Ngoài Phố và phát vào tối thứ năm hàng tuần, mà con nhớ rằng cái thời điểm đó và nó vô cùng là háo hức chờ đợi của bao nhiêu khán giả để xem cho bằng được cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và Trong Nhà Ngoài Phố thì không thể nào mà không nhắc đến những cái tên như là chú Bảo Quốc, cô Mỹ Chi hay là chú Duy Phương. Thì cô có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của con biết được cái những cái mà tham gia trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của mình nó diễn ra như thế nào thưa cô? Cái Trong Nhà Ngoài Phố đó, nó đúng ra đẻ cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố không phải là của anh Thế Ngữ mà là của chú Trần Văn Sáu. Dạ, chú là cái người viết kịch bản cho Trong Nhà Ngoài Phố, và những anh em nổi tiếng lên nhiều được khán giả thương mến như cô Bảo Quốc, Duy Phương, anh Quốc Hòa, chị Kim Ngọc cũng từng cải lương qua,
và còn nhiều 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 nữa, thì từ trong nhà ngoài phố đó mới là đẻ ra. Còn anh Thế Ngữ là cái người để làm cái chương trình lúc đó, là cái chương trình đêm 30, nó có cái chương trình Ông Táo và Bà Mánh. Đó, anh Thế Ngữ đẻ ra cái chương trình đó, thì cái người đầu tiên đẻ ra cái chương trình tấu hài trên sân khấu là cô và anh Bảo Quốc. Đó, Ông Táo với Bà Mánh đó, thì là cái chương trình đó, đó mỗi năm là tới 30, chứ khoảng gần 12 giờ là người ta cũng nôn nức để người ta xem cái chương trình đó. Thì nói đây thì cô cũng cảm ơn, cũng như anh Trần Văn Sáu, cũng như anh Thế Ngữ, những người đã tạo nên cho diễn viên hài của tụi cô nó có chỗ đứng. Và một người mà cô luôn luôn nhớ ơn bên mình đó là chú Sáu Dân, Võ Văn Kiệt. À, tại vì hồi xưa đó, khi mà đi diễn đó, không ai muốn cho con mình đi ra làm diễu người ta ở đó, không có cái tiếng mà danh hài, không có thằng Hề với con Hề, thì có ai đi hát muốn con mình là thằng Hề hay con Hề không, nhất là nữ. Nhưng chú Sáu Dân là cái người làm lên cái chương trình Tiếng Cười Sân Khấu, và cái danh từ danh hài là do chú Sáu Dân đề xướng ra, nam danh hài, nữ danh hài. À, thành ra nếu trong cái giới hài thì cô muốn nhớ đến ơn cái người đã cho anh em tụi cô có một cái tên ở trong làng, một cái danh dự, đâu phải mà ai cũng được cái tiếng là danh hài đâu, hay là danh ca đâu. Nhưng mà cái đó là cái nghề mà rất là quý, thành ra cô rất nhớ ơn chú Sáu Dân. Dạ vâng, con đã hiểu rồi. Chia sẻ cùng cô thì có những cái thông tin mà phải nói là đặc biệt, vô cùng ý nghĩa. Đúng, để mà được cái danh xưng là danh hài, nó nghe nó vô cùng là trang trọng cũng như là cao quý. Nhưng mà nếu mà vẫn còn giữ lại những cái từ ngữ ngày xưa như là con Hề, thằng Hề, thì thấy nó có cái gì đó nó hơi buồn. Dạ, nó sâu xuyến đúng không cô? Cho nên con cũng xin tri ân những bậc tiền bối đã rất là ý tứ tặng cho những cái cô chú mà làm nghệ thuật những cái danh xưng vô cùng ý nghĩa và đầy những cái sự trân trọng đó. Thưa cô thì giữa cô và chú Bảo Quốc diễn như vậy thì được bao lâu, và mình bắt đầu là không diễn chung với chú Bảo Quốc nữa từ khi nào vậy thưa cô? Thì diễn với nhau cũng khoảng 4-5 năm á chứ. Dạ. 4-5 năm rồi bắt đầu thay đổi diễn viên. Là bắt đầu là đổi qua, là lúc đó là cô mới diễn với lại chú Vũ Đức. Dạ, dạ. Chú Vũ Đức bên Cải Lương á. Dạ. Cô mới đem chú Vũ Đức bên Cải Lương qua đấy là diễn, cũng khoảng là 5 năm. Nhưng mà đó là không có diễn tấu hài để chạy ra sân đi vòng vòng sân khấu thôi. Nhưng mà có những cái chương trình lớn thì người ta mời, thì anh em vẫn cộng tác. Là tại vì sau này á, cái người bầu á, người ta phải tính. Nếu bây giờ mà gom hai cái tên lại đó để diễn có một tiết mục chừng khoảng 10-15 phút à, nhưng mà phải trả tiền nhiều, bây giờ trả tiền anh Quốc rồi trả tiền cho cô, thì bây giờ người ta mới tách ra, tức là bây giờ Bảo Quốc phải diễn với một người khác, ví dụ như diễn với Tiểu Bảo Quốc hay là cô diễn với chú Nguyên Hạnh, thì tự nhiên là cái tiền đó nó sẽ chia ra mà người ta được hai tiết mục ở trong chương trình. Thì hai anh em mỗi người có nhóm hài rồi cũng là chạy show chung nhau, nhiều khi một chương trình đi lại thì cũng thí dụ như anh Quốc diễn trước rồi tới kế đó là tới rồi bên đây diễn sau, thì cũng như vậy thôi. Rồi có những cái chương trình nào mà lớn á, để mà mình đi làm từ thiện rồi để cần có doanh thu á, thì hai anh em ráp lại rồi diễn lại cũng vậy thôi đó, cũng vui đó, cho khán giả ta xem. Mà cũng như cái thức ăn vậy, cho người ta ăn món hoài người ta cũng ngán, thôi mình đổi món này món nọ món kia cho người ta ăn đi, để người ta còn nhớ theo mình. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là tâm sự về nghề của cô Mỹ Chi, nữ danh hài danh tiếng từ trước giải phóng cho đến sau ngày đất nước thống nhất. Tên tuổi của cô và các cô chú như là Bảo Quốc, Di Phương luôn tạo nên những cái ấn tượng sâu sắc trong lòng quý vị khán giả về những người diễn hài ở Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung. Chắc chắn những cái việc mà về cô Mỹ Chi này, một người vô cùng dễ thương như thế này, sẽ tiếp tục được Lê Anh Thiện may mắn cô chia sẻ với khán giả trên kênh của Lê Anh Thiện. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi trong video tiếp theo nha quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ.